Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ ngày 16 tháng 6 đã cập cảng Busan của Hàn Quốc, một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo. Đây là lần đầu tiên trong gần 6 năm qua, một tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ cập cảng Hàn Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tàu USS Michigan đã cập cảng căn cứ hải quân chính ở Busan, cách thủ đô Seoul 320 km về phía đông nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt chung nhằm tăng cường năng lực và sự phối hợp trong chiến dịch đối phó với các mối đe dọa an ninh. Tàu USS Michigan cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với Hải quân Hàn Quốc nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập Liên minh Mỹ-Hàn. Việc khí tài chủ chốt của Hải quân Mỹ đến Hàn Quốc diễn ra sau khi Mỹ cam kết tăng cường hiện diện thường xuyên các khí tài chiến lược ở bán đảo Triều Tiên thông qua tuyên bố Washington, được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tại cuộc họp thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 4. Được đưa vào hoạt động từ năm 1982 với vai trò là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu USS Michigan được chuyển thành tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường vào năm 2007. Tàu có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Lần gần đây nhất Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường tới Hàn Quốc là vào tháng 10 năm 2017.